Chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ tóc. Cách này thì rất đơn giản và khá là nhanh, dành cho những người mới tập vẽ chibi. Đây là một sản phẩm, đây là một hình vẽ mà mình đã vẽ trước rồi. Và các bạn có thể thấy cái chất tóc nhìn cũng khá là ổn. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cách rất là nhanh. Mình sẽ tắt layer color đi và chờ một chút, mình sẽ lấy mã màu nâu thằng này rồi, và mình đã có một tóc. Mình lấy một cái quang tone và chọn phân vùng tóc của cô gái này. Đây là phần vùng tóc. Đây nữa. Mình giữ shift để chọn thêm vùng tóc cần chọn. Rồi. Mình vào select modify và expand. Mình chọn expand by 1 để nó chọn vùng chọn rộng ra một pixel. Sau đó mình sẽ chọn một layer, mình sẽ lập một layer mới bằng phím tắt Ctrl Shift và N. Mình đặt tên của layer này là hair, tức là tóc. Ok. Mình kéo layer này xuống dưới layer net của mình và bắt đầu mình đổ màu cho nó. Bạn có thể dùng phím tắt Alt và Backspace để đổ màu cho nó. Rất là đơn giản. Sau đó mình xóa vùng chọn bằng cách ấn tổ hợp phím Ctrl và D. Mình chọn Brush cứng. Chọn đầu cọ phù hợp. Mình sẽ thu nhỏ nó lại. Và tô những vùng còn bỏ sót. Rồi. Vậy là về cơ bản đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một layer mới với phím tắt là Ctrl Shift và N. Và nó sẽ ở trên layer tóc của mình. Ở đây mình sẽ chuột phải vào layer 4 này và chọn Create Clipping Mask. Sau đó mình sẽ chọn một màu đậm hơn. Khoảng không còn đậm hơn nhiều quá. Mình ấn OK. Và sau đó mình chọn công cụ Brush và chuột phải. Mình sẽ chọn cọ như thế này. Phóng to ra một chút thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nó sẽ phù hợp với lại mái tóc của bạn. Ở đây thì mình sẽ thiết lập điều chỉnh là Set Dynamics và Smoothing. Bảng Brush và Brush Preset này thì bạn có thể vào Windows và bạn tích vào Brush và Brush Preset, hoặc là bạn ấn phím tắt là F5 đều được. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu trải theo cái nếp tóc, những phần tối thì trải theo. Cứ phần tối thì mình trải rất đơn giản. Ở đây thì để cho thật hơn thì mình có thể giảm opacity của cọ đi. Mình ở đây sẽ để khoảng tầm 60 đi. Back lại một chút. Đây. Mình sẽ để opacity là 60 và trải xuống. Bạn có thể trải là nhiều lớp
chồng lên nhau thì nó sẽ càng đẹp hơn. Mình sẽ chọn tiếp một khoảng tối hơn nữa, điều chỉnh lại cọ nhỏ hơn một chút và sau đó mình lại trải theo. Rất đơn giản, rất nhanh. Khi mà bạn đã tạo cái mask cho thằng này rồi thì bạn tô thoải mái, không sợ bị lem ra ngoài. Nó chỉ tô vào trong cái khoảng mà có màu ở layer tóc của bạn mà thôi. Ở đây mình tô rất thoải mái luôn, không sợ gì cả. Đó, rất nhanh, rất đơn giản. Bạn tô theo, mình tô theo cảm tính thôi. Ở đây thì mình sẽ lại chọn một màu sáng hơn màu cũ để mình làm highlight. Đó, để thận trọng hơn thì mình sẽ cũng tạo một layer mới và cũng create clipping mask. Sau đó mình lại trải tiếp. Ở đây mình thấy không được ổn cho lắm thì mình sẽ giảm tiếp opacity về khoảng tầm 40 đi. Và mình sẽ chọn một loại cọ khác. Lần này nó là cọ như thế này. Cái đầu cọ khá đặc biệt, mình cũng rất thích cái đầu cọ này. Về thông số tùy chỉnh thì mình cũng sẽ chọn Set Dynamic và Smoothing. Mình sẽ zoom vào kỹ hơn một chút và sau đó mình cũng trải theo. Đó. Rất đơn giản. Mình thao tác hoàn toàn bằng chuột nhé. Rất đơn giản, chỉ việc trả. Đó, lại chọn một màu khác. Tốt nhất nên chọn nhiều màu cùng một tông và bạn trải đến khi nào ưng ý thì thôi. Rất đơn giản, rất nhanh. Mình cần hơi tối hơn một chút. Đó, phần góc này khá tối, mình cũng sẽ đi chỗ này đậm hơn. Về cơ bản thì như vậy cũng đã được rồi. Còn ngoài ra thì mình sẽ chọn nhỏ hơn và sau đó mình sẽ đi chi tiết. Ví dụ những chỗ như thế này thì nó sẽ rất là tối và mình sẽ chọn một phần gần như là khá là đen đó mà mình đi theo cái khoản này. Đó, nên là mình sẽ đi chi tiết từng nữa, từng như đen. Đó, trải vì opacity mình chỉ để khoảng 40 thôi cho nên nhìn cũng rất tự nhiên. Bạn trải đến khi nào ưng ý thì thôi, rất đơn giản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bài hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Còn lại, chắc do lần đầu tiên mình làm hướng dẫn, chắc chắn là còn nhiều thiếu sót, cho nên các bạn cứ góp ý để lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn.